và các bạn đang được ngắm nhìn và thưởng thức chất âm cực kỳ là tuyệt vời. Có thể nói được rằng với những cái đoạn nhạc như thế này mà ai có tai phone, chúng ta có thể thấy được mức độ thể hiện uy lực và sự thể hiện ngọt ngào của cặp loa khủng long chúa Westfalen Modern EX215 đến từ England. Hoàn toàn cũng có thể so sánh với bất kỳ cặp loa phun đôi nào khác ở phân khúc 2340 cho cặp loa sở hữu phong cách vừa nghe nhạc lẫn vừa karaoke. Công suất mạnh mẽ lên tới 4.800W thể hiện như một cái vũ trường di động trước máy quay, mang theo phong cách chơi các thể loại nhạc phổ thông nhất hiện tại và karaoke chuyên nghiệp với cặp loa khủng long chúa này. Ngoài ra chúng ta có thể thấy được rằng nguyên cặp loa còn đang mới long lanh, số 1 tại Việt Nam, và với sự thể hiện giá trị đến từng nốt nhạc, hoàn toàn chúng ta không có điểm để bàn luận cho những tuyệt phẩm loa này. Và tôi cũng lưu ý với quý vị rằng những năm gần đây thì theo tiêu chí sưu tầm những cái đồ đẹp từ các thương hiệu châu Âu, Mỹ, Nhật cho anh em trải nghiệm với chất âm 2-in-1 để vừa nghe nhạc lẫn vừa karaoke. Và một điều đặc biệt nữa thì hướng tới theo xu hướng phong cách hiện đại thì tìm kiếm những cái cặp loa đẹp và sang trọng để trưng bày phòng khách. Đó, quý vị thấy rằng những cặp loa như thế này thì nó rất là đẹp rồi, đặt ở đâu cũng đẹp. Và khi mà chúng ta được trải nghiệm chất âm thì có lẽ rằng khi mà cặp loa nặng 1,4 tạ này mà được huy động khoảng chỉ cần khoảng tầm 1/3 công suất thôi, là quý vị ngồi bên nhà hàng xóm thì đã thấy rằng rung lên bần bật rồi. Rất là phê. Tôi chỉ có thể nói với quý vị một điều rằng nó thể hiện rất phê. Xin mời quý vị cùng trải nghiệm tiếp theo một vài dòng nhạc quen thuộc nữa và chúng ta sẽ thấy sự thể hiện rất là vượt trội so với những dòng loa thông thường của tuyệt phẩm loa nổi tiếng đến từ England. Cảm nhận thấy độ phê không ạ? Tỉa tót phê lên từng nốt nhạc, hoàn toàn chúng ta có thể trải nghiệm thực tế. Ở đây thì với những đoạn video tôi luôn review so sánh giữa các cặp loa cùng tầm tiền hay hơn kém nhau, và với thập cẩm các thể loại nhạc như hai đoạn nhạc vừa rồi, một đoạn nhạc tiết tấu nhanh cho thể loại nhạc trẻ và nhạc remix, và một thể loại nhạc đồng quê, không thể đơn giản hơn. Tín hiệu từ tivi ghép với đẩy vang mic. Với tầm tiền thì cũng có thể nói một cách chính xác và công bằng thì sự thể hiện của cặp loa này hoàn toàn nó khó có đối thủ để so đọ. Quý vị không tin thì ở ngưỡng phân khúc tầm giá đầu 4, quý vị có thể nào đang chơi những cái cặp loa mà mình đang chơi, cũng có thể mở những cái đoạn nhạc như tôi đang mở từ tivi này thôi và quay vào cái điện thoại và ghé tai nghe thử xem có phê được như thế này không. Đó, đây là tôi nói thực đấy ạ, không phải nói đùa đâu. Xin mời anh em cùng trải nghiệm ngắm nhìn lại cặp loa này. Sở hữu với cấu hình được trang bị phần thùng gỗ ván ép bạch dương cho Westfalen EX215FR đến từ England, Anh Quốc. Nặng tới 1,4 tạ là phong cách cơ bắp cho cặp loa khủng long chúa này. Cao 1m25, ngang 61 và sâu 50. Công suất cho cặp loa này huy động ở ngưỡng trung bình đã lên tới 4.800W, bởi vậy nó vô cùng mạnh mẽ. Nó được xếp hạng và so sánh thì để so sánh với rất là nhiều những cặp loa đắt đỏ hơn nhiều, ví dụ như là 725 hay là 4733 của JB, là rất là nhiều những cái model khác, thì chắc chắn một điều rằng nực đánh thì không có cửa qua mặt ở cặp loa này rồi. Cặp loa này nó là ưu việt hơn là điều chắc chắn rồi, nhưng mà trung âm và check nó thể hiện vẫn rất là tê tái và chi tiết. Độ nhạy cao 135 decibel, giải trầm sở hữu 4 ohm mang lại cho tiếng trầm xuống sâu thẳm lòng đất và cực kỳ là uy lực.
Đó, anh em chơi những không gian phòng khách 50, 100, 200, 300 mét vuông với lực đánh của cặp loa này là chuyện nhỏ. Đó, 4.800 watt không phải chuyện đùa đâu anh em ạ. Và độ nhạy cao anh em thấy rằng nó tỉa tót tiếng kèn saxophone hay là tiếng đàn guitar như anh em vừa thưởng thức thì nó là tê hai cái lỗ tai luôn. Hai bát 40 gân nọa tẩm dầu xương đúc từ 20 bốn ống hơi thở về mặt trước. Đây là ưu điểm đầu tiên cho cặp loa khủng long chúa này, nặng một tạ tư. Phần bên trên là hai trung âm 18 xương đúc và gân cao su đúc. Trung của nó làm đúng như trung của dòng BV đúc của anh. Từ cái lỗ mũi, anh em nhìn lỗ mũi này, gân đúc cao su luôn này. Đó, không phải gân mút xốp đâu ạ. Anh em nhìn bộ gân phê chưa? Từ lớn gần bằng mặt loa, 18 cộng 18 bằng 36 thì chỉ ít thì trung của nó cũng đã cân với những cái trung 30 hạng khủng nhất rồi. Lời của nó cực sáng luôn và cực kỳ là mềm. Những dòng này thì không bao giờ biết tới khái niệm khô cứng và đanh chói ở đâu cả như là các dòng loa full thông thường. Một quả check kèn họng 30 củ 16 nổi tiếng của hãng. Được trang bị với bộ bóng bảo vệ cho kèn, hệ thống này an toàn tuyệt đối khi chơi lớn cũng như karaoke. Anh em có thể thấy cặp loa đẹp long lanh từng cm. Ngắm từ góc độ nào đi chăng nữa, anh em vẫn thấy rằng nó rất là đẹp. Trang bị tới hai cái tay cầm thép ở phía hai hông. Tất cả thùng vách của nó còn nguyên bản và còn long lanh luôn. Rất mới ạ. Tôi chắc chắn rằng để tìm kiếm được gọi là loa bãi những cái cặp loa mới và đẹp như thế này thì cực kỳ là khó. Đó, quý vị không tin thì đào bới và tìm kiếm thử coi. Đó, chứ quý vị mua loa mới đập hộp thùng xốp từ bên Tây về thì tôi không nói đâu. Đó, mua loa bãi mà cứ chọn như thế này thì bao nhiêu cặp, bao nhiêu lâu thì mới mua được cặp đẹp như thế này. Đây cũng là tiêu chí và xu hướng trên kênh của mình luôn, tìm kiếm cho anh em những thiết bị audio cao cấp để chúng ta sở hữu mua một lần, không phải đổi đi đổi lại, không phải tốn kém. Đó, chẳng phải phối ghép tư lung tung làm gì, nhiều thứ tốn cả đống tiền, nó chặt hết cả nhà. Chơi một cặp này thôi, nó đánh cho phê anh em ạ. Ghép đẩy vang mic xịn sò này. Đẩy vang mic thì các cái thiết bị này tôi rất là nhiều, nhiều vô kể luôn mà tôi không có thời gian mà nói chi tiết, nói sâu đâu. Anh em nào mà quan tâm thì chốt được cái gì thì cần setup thêm thì tôi sẽ tư vấn. Mic sensor này, mic đỉnh cao nhất hiện tại này, con vang số này, có chỉnh cơ và níu nhớ rời bên ngoài này, con đẩy khủng hoảng H1003 chạy 60 đèn công suất nặng tới 40 cân, thuốc đặc trị cho những cặp loa lớn khó đánh. Đó. Quay trở lại với chủ đề chính thì có lẽ rằng anh em đã thấy rõ được chất âm cũng như cấu hình này. Nghe cái gì cũng phê. Đó, tôi mở vài ba thể loại nhạc rồi. Chúng ta nghe gì ạ? Nhạc đồng quê thì không thể đơn giản hơn rồi. Chỉ cần vài cây đàn nó tẻo tót thì nghe đã tê phê rồi. Đó. Sàn hay dây mic thì nó đánh cho nhấc người lên rồi. Sang tường nhà hàng xóm ngồi cái rung mần bật thì không nói gì tường nhà anh em đâu. Nên là không có khái niệm là phải mua súp. Đỡ tốn cả mớ tiền. Súp rồi lại đẩy rồi vân vân các kiểu. Đó. Anh em thấy đẹp không ạ? Nếu mà chưa thấy đẹp thì có lẽ anh em thấy gì đẹp hơn và khủng hơn thì cho mình biết ý kiến. Theo quan điểm của tôi thì với tầm tiền của cặp loa này, mặc dù nó không bị thuốc, giá cũng đắt đỏ như là những dòng loa khác, nhưng tôi so sánh với một vài gợi ý thì anh em thấy được rằng ở ngưỡng còn đang rẻ hơn cả Bose 6 này, Bose Series 3. Nhưng chất âm thì 601 mà đứng cạnh cặp loa này thì cháu chắp chưa nổi, cách hàng cây số rồi, chấp 3-4 cặp xếp lại một lúc mở so với nó. Hay hơn thì cũng không có đâu, mơ cũng có chuyện hay hơn đâu. Đó, cho với phong cách vừa nghe vừa hát thì chắc chắn rằng anh em cũng sẽ thấy được cái giá trị đích thực và chúng ta nên mua gì. À, anh em đã thấy rõ. Cuối đoạn clip tôi quay trở lại với đoạn nhạc Bolero. Xin mời anh em cùng thưởng thức và chúng ta sẽ có một cái nhìn nhận rất là chính xác về cặp loa khủng long chúa này. Xe không ngoài tách tách chạy vòng quanh từ bên này sang bên kia.